Chào cả nhà, đây chính là cái bờ kè Liên Hoa này, thông ba xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương á. Và làm xong rồi, ngay sông cái luôn á. Thì hôm nay Hoàng Nhân TV có một cái lô đất cách vị trí này rơi vào khoảng hơn 150 m thôi. Chúng ta đi từ đây vào. Đến đây xe máy Hoàng Nhân TV này. Đó là lô đất luôn. Thì có hai lô, một lô góc và một lô thường. Đó. Khu này thì dân cư hiện hữu xe cộ rất là nhiều. Đây. Ô tô tận nơi nha cả nhà. Rất là nhiều xe ô tô luôn. Từ đó chúng ta nằm trong trục đường này, trường chính này luôn. Đây là cái đường hiện trạng cho nên chúng ta xây dựng cũng rất là yên tâm và ok nha. Ở đây thì dân cư hiện hữu gần sông, rất là mát mẻ. Từ đây về trung tâm thành phố Nha Trang thì rơi khoảng 4 cây. Rồi chúng ta đang đến trung tâm xã chợ Vĩnh Ngọc thì rơi vào khoảng 1 cây số thôi. Là có chợ này, có trường học, rồi có trạm xá, y tế, siêu thị, go. Thì ngay khu đô thị Vĩnh Yên Trung luôn thì khoảng 1,5 km, một trong những khu đô thị mà lớn nhất và phát triển nhất ở Nha Trang hiện tại của chủ tư Vicen. Thì lô đất của chúng ta thì có một lô góc này là 80 m² ngay vị trí này. Lô góc này thì có hướng tây nam nha cả nhà. Đó, rất là đẹp lô góc đây. Mặt tiền của nó là vát góc được khoảng 7 m đấy cả nhà. Đây, từ đây sang này. Từ đây sang thì khoảng hơn 4 m, sau đó góc chéo này là khoảng 7 m. Nó chiều sâu này khoảng hơn 10 m. Nằm ngay vị trí ngã ba luôn, hai mặt tiền hướng tây nam. Một mặt này hướng tây, một mặt này hướng nam. Khu dân cư hiện hữu luôn. Và lô đất này thì Hoàng Nhân TV đánh giá là nó không có bị cái lỗi gì cả. Mọi người thấy không? Hai cái trụ điện lớn này nó nằm bên này hết, không dính lô đất đây. Đây chúng ta xây cái nhà nhỏ. Tại vì chiều ngang tốt đó, chúng ta thiết kế nhà rất là dễ luôn á. Một trệt hai lầu trong bất động sản này 80 m². Diện tích sau quy hoạch của nó thì rơi vào khoảng 75 m, nhưng rất là đẹp. Đang bán với giá là 1,7 tỷ cho bất động sản này. Thổ cư khá là nhiều, mọi người thấy góc đẹp không? Hai mặt tiền. Ai có ô tô thì rất là thuận lợi việc di chuyển nha cả nhà. Và đường xá ở đây có 3 đường vào. Một là cái đường này, xe máy nãy Hoàng Nhân TV đi vô. Hai là cái đường này chúng ta đi thông lên sân bóng luôn. Ba là có một cái đường xương cá ngay trên kia nữa, chúng ta cũng đi thẳng ra bờ sông luôn, rất là đẹp. Lô góc hướng tây nam phù hợp cho quý chú anh chị an cư hoặc đầu tư dài hạn. Tại vì những cái lô góc hiếm ở Vĩnh Ngọc này rất là hiếm cả nhà, và đang bán giá cũng rất là tốt, chỉ 22 triệu đồng/m², diện tích sau quy hoạch thôi. Đó. Chúng ta có thể thiết kế một trệt hai lầu giống như thế này, thì những căn nhà này chúng ta có thể view được sông luôn cả nhà. Đó, tại vì sông cái thì đường Liên Hoa á, thì chỉ các cái dãy nhà này là tới đây nè. Chúng ta xây 2-3 tầng thì thoải mái. Đó, một lô góc hướng tây nam nha cả nhà. Đó. Thì còn một lô thường hướng đông bắc nữa, thì nằm cái đoạn kia tí Hoàng Nhân TV sẽ đi đến cho quý chú anh chị coi. Đó, lô đó thì cũng khoảng 80 m², nó diện tích mini lắm. Chúng ta dễ xây nhà và cũng không tốn kém quá nhiều tài chính. Đó. Hơn nữa nó có sổ đỏ thổ cư cho nên chúng ta có thể vận dụng chính nó để chúng ta vay tiền cho xây nhà cũng rất là được. Hoặc quý chú anh chị mà hiện tại không muốn gửi tiền vào các kênh đầu tư như vàng hoặc là gửi ngân hàng, thì chúng ta có thể mua lô đất này chúng ta an cư hoặc chúng ta đầu tư dài hạn. Với 1 năm thì Hoàng Nhân TV bao ra hàng lợi nhuận khoảng 15% trên giá trị mua cả nhà. Rồi Hoàng Nhân TV sẽ đi lô đất thứ hai cho cả nhà coi ha. Mỗi lô đất thì cách nhau khoảng 30 m thôi. Lô này nằm ngay vị trí trên đây. Nó cũng là 80 m². Nằm ngay khu này luôn. Khu này bữa nay còn ngập nhiều không anh ơi? Khu này bữa nay ngập nhiều không? Ngập lụt đó. Năm vừa rồi không có, nó làm kỳ hết. À, cảm ơn anh. Cái lô này cũng 80 m² này. Mặt tiền của nó là 5m6 và nở hậu đến hơn 7 m. À, thì ở đây cũng 3 đường vào, một những cái đường Hoàng Nhân TV đi nãy giờ á, hai là đường này chúng ta cũng đi thông ra được bờ kè luôn nè, đó ba là đường này chúng ta đi thông ra sân bóng, rồi đây, rất là đẹp. Con này thì hướng đông bắc nha cả nhà, nó ngược hướng với cái lô kia, hai lô cách nhau khoảng 30 m, đó, lô đây từ đây, trong cái rào này nè cả nhà, đó, được rào kín rồi, từ đây sang kia, và chạy thẳng về sau, rất là đẹp. Lô này cũng đang bán với giá là 1,6 tỷ. Đó. Đường xá rất là thông thuận, hướng đông bắc. Quá đẹp.
Khu dân cư hiện hữu, đường xá thuận lợi, ô tô ra vào tận nơi. Họ mọi người thấy không? Những ô tô này để phù hợp chúng ta ăn cơ đầu tư. Vĩnh Ngọc thì mọi người biết đó, trong nhiều năm qua là một trong những xã phát triển mạnh của thành phố Nha Trang. Tại vì tận dụng được cái sự phát triển của khu tỉnh Vĩnh Trung và nhiều tiện ích kéo về, cho nên Vĩnh Ngọc cũng được theo và phát triển rất là tốt. Trên đất đai khu vực này có thế mà tăng giá rất là ok. Mình thấy dân cư ở rất là hiện hữu không ạ? Không ngập lụt nha cả nhà. Đường xá làm, bờ kè làm, hai hệ cống cấp thoát nước này. Đó. Rất là ổn định, siêu ổn định luôn. Đó, hai bất động sản rất là đẹp để quý vị anh chị có thể lựa chọn và đầu tư hoặc an cư. Cả nhà quan tâm đi inbox Hàng TV nha. Lô này 80m² giá 1.7 tỷ và lô kia 80m² giá 1.650 tỷ. Cả nhà quan tâm inbox Hàng TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại.